Xin chào mấy bạn. Hôm nay mình sẽ khui hộp bút pha lê mình đặt ở trên Shopee. Đẹp chưa nè. Với lại giấy cổ phong nữa. Bút pha lê 13 món. Cái bút nhìn cũng đẹp. Ý, sao không có gắt bút ta? Kệ nó. Đẹp không? Cộng ở đây là 12 màu và một cây bút. Chắc mình phải mua thêm một bộ nữa quá để được tặng cái gác bút nữa. Để mình test thử một màu cho mấy bạn xem nha. Khó lấy ra quá. Ý, có nhũ nữa. Nhũ nè. Xịn sò chưa? Quá xịn sò. Cái này có vẻ mỏng mấy bạn ạ. Mỏng dính luôn. Mỏng như lá vậy đó. Thank you.
cô. Cô bà.